Khi nhắc đến văn hóa của người dân Nam Bộ Việt Nam, cây dừa nước đóng một phần quan trọng trong đời sống. Lá dừa dùng để lợp nhà, cơm dừa nước dùng thức uống giải khát tráng miệng. Do quá trình đô thị hóa, giá trị kinh tế cây dừa không cao, khai thác chưa hiệu quả nên diện tích bị phá bỏ ngày càng nhiều. Ở các nước trong khu vực châu Á đã biết cách khai thác giá trị từ cây dừa nước để tạo ra các sản phẩm như mật, đường, giấm, rượu. Nhu cầu sử dụng và nhập khẩu đường, mật tự nhiên tại Mỹ và EU ngày càng tăng. Thấy được tiềm năng vô cùng to lớn từ cây dừa nước, đồng thời mong muốn khai thác tài nguyên bản địa của huyện Cần Giờ, khu dự trữ sinh quyển của thế giới, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển dừa nước Việt Nam đã nghiên cứu thành công khai thác mật dừa nước và phát triển được hai sản phẩm đầu tiên là tinh chất mật dừa nước, một dạng thức uống bổ sung năng lượng tự nhiên, và mật dừa nước cô đặc, một dạng chất làm ngọt tự nhiên, phù hợp với người tiêu dùng, ăn chay. Dự án kỳ vọng tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao từ cây dừa nước, tạo thêm nhiều công việc ổn định cho bà con nông dân, góp phần bảo vệ hệ sinh thái ven sông của bán đảo Cần Giờ, lá phổi xanh của thành phố Hồ Chí Minh.